Welcome to Minnesota Lottery. Đây là ông đứng này chụp hình phải không? Hello. Come drop off the form. Dạ, mình là Đặc Quyền, xin chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị em thân mến. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Cuộc Sống Mỹ Đặc Quyền. Lời đầu tiên muốn chúc tất cả các bạn và tất cả các anh chị em lúc nào khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hôm nay mình muốn chia sẻ đến tất cả các bạn là đi lãnh vé số ở đất nước Mỹ như thế nào. Thì tụi mình có trúng số các bạn, đó là cái tờ giấy này. Trời ơi, sướng lắm mới được có tờ giấy này đó các bạn. Thấy không? Ticket claim form. Ticket claim form là mình điền vào thông tin của mình ở đây. Thấy không? Trúng được 50.000 đô các bạn. Đó. Rồi mình sẽ đi tới cái chỗ lãnh. Chỗ lãnh thì nó nằm ở Minnesota, nó có ba cái chỗ lãnh ở đây. Thì mình ở gần chỗ nào thì mình sẽ tới đó. Thì trời, cả đời nhiều khi không biết cái tờ giấy là tờ giấy gì các bạn, nhưng mà hên quá, may mắn quá. Đạt Nguyễn đã có được cái tờ giấy này. Cầm tờ giấy này là may mắn đó các bạn. Bây giờ hẹn đi tới đó, mình sẽ điền thông tin sau hết xong rồi tới đó để coi lãnh như thế nào. Mời các bạn cùng đi với mình nha. Ok các bạn, bây giờ mình lên xe, lên tới cái điền giấy tờ đó xong rồi. Bây giờ mình đi tới cái chỗ văn phòng gọi là headquarters của cái sổ số của Minnesota. Hiện tại thì chưa có ai trúng giải độc đắc hết á. Nó lên tới là 1 tỷ 6, 1 tỷ rưỡi, 1 tỷ 6 này. Chút nữa ghé mua. Rồi bữa nay mình đi lãnh rồi, cái tuần sau mình lại đi lãnh cái số độc đắc luôn các bạn. Ok, bây giờ xe nó hết xăng rồi. Bây giờ mình phải đi đổ xăng. Vô xem club đổ xăng. Đây là đường phố hiện tại là đang về vô thu. Cây cối nó cũng sắp sửa rụng rồi các bạn. Tuyết nó xuống. Hai bên là thùng rác này. Hôm nay là ngày thứ hai nên khu này nó đổ rác. Mấy cái cây chuyển màu. Rồi bây giờ mình đi đổ xăng xong rồi mình tới văn phòng bán vé số để lãnh tiền. Lãnh được tới mười mấy triệu đồng Việt Nam á. Rồi, cây lá ở trên trước vàng, hai bên nó còn xanh, chuyển màu mùa thu. Mình đang đứng đây đổ xăng các bạn. Xăng hiện tại cái giá đó là 3 đồng 95 sen của 92 ở Sam Club. Nó rẻ tiền hơn mình đổ cây xăng ở bình thường các bạn. Nếu mà một bình đó là mình đổ khoảng tiết kiệm khoảng 10 đô la. Giờ đang đợi đây tự đổ ha. Mỹ đây mình tự đổ xăng. Rồi, đổ xong rồi các bạn. Đổ một bình là hết 61 đô la. 61 đô 55 sen. 15 gallon gần 16 gallon. Rồi đẩy nắp vô. Bây giờ đi tới lên đường tới lãnh tiền vé số. Rồi, rồi đi các bạn. Chào các bạn, hiện tại là mình đang đứng tới cái chỗ headquarter của cái lãnh vé số các bạn. Đây là một cái chỗ mà kinh rất rộng. Sau lưng mình là ba cái lá cờ, một lá cờ của Mỹ, lá cờ của tiểu bang Minnesota và một lá cờ vé số. Đó là cái chỗ lottery. Thì mình cùng nhau đi vô thử đây trên đó mà thấy cái con vịt đó. Con vịt đó là cái con tượng trưng cho Minnesota, là cái chỗ vé số các bạn. Mình cùng nhau đi vô thử coi nó có cái gì bên trong. Cả đời nhiều khi cũng không biết là bên đây là cái gì. Hẹn mười mấy bạn trong hãng tới đây luôn mà, nhưng mà giờ này Mỹ cũng hẹn giờ giải thông quá, cho nên thôi mình đi vô. Mình đi vô luôn các bạn. Gọi rồi cũng không ăn nào bóc điện thoại hết. Mỹ mà chơi hẹn giờ dây thun dữ vậy ta. Để coi đây có bạn nào, thằng nào ở trong hãng mình không. Không có. Có thằng nào chạy xe vô mà không thấy gì nào. Gió quá, hôm nay gió quá. Đây. Hả? Đổ resort mà. Đây là cái lo, cái văn phòng nha, headquarters. Wow, gió vô. Bây giờ mình đi vô thử rồi. Đây là, thấy không? Cất cho kỹ lắm á. Rồi bây giờ đi vô mình đợi nhiều tầm bạn quá mà không có mà.
Welcome to Minnesota Lottery. Và cái hình ảnh này là hình ảnh của cái sổ số nè. Đây ông đứng đây chụp hình phải không? Rồi giờ vô. Vé số kìa. Bạn thấy giờ nó lên maximum á là nó không có được cái tỷ các bạn, cho nên nó là 999 thôi. Cho nên bây giờ hiện tại là 1 tỷ mấy. Hey. Come here to drop off the form. Okay, thank you. Đi qua đây. Daddy at the window. Right here. Ở đây có bán sổ số luôn hả? Hello. Come drop off the form. Yeah. Do you sell a lottery here too? No. No. Rồi xét ID đưa vào form thấy không? À, muốn lãnh tiền tỷ là cũng tới đây là hy vọng sẽ có lần ngày thứ tư, hôm nay thứ hai, thứ ba, thứ tư nó sổ các bạn. Phải đi mua nha. Chúng rồi bằng thấy trời ơi kiến nó dày dữ vậy. Nó dày một inch. Một inch. Chỗ này trong này là tiền không á. Đem cái bao theo rồi các bạn. Thấy không? Đây là gì đây? Minnesota ha. Rồi. Đó. Cả đời nhiều khi không biết chỗ này là gì, phải may mắn mới có nha. Bây giờ đã đưa vô rồi, không biết có ký check không hay là sao không biết. Hiện tại là 1.55, 1 tỷ 55 triệu. Yes. Đó, đây là cái cách để đi lãnh tiền. Rồi không biết nó có đưa check mình liền không hay là mình nó gửi về nhà không biết, bạn chờ xem. Còn cái máy này là cái máy dò sổ số nè. Mình có tờ nào ở đây không? Mình có ngày thứ tư lận. Đây không? Mình có ngày thứ tư. October 10. Là ví dụ cái này nó chưa tới nhưng mà mình scan vô nè. Đó. Cái nó hiện lên đợi not a winner, chết mẹ. Thứ tư nó mới trúng mình, nó là winner, nó thua rồi. Giờ nó vô nó là làm việc gì đó không biết. Wow, nó đem tiền ra kìa. Cậu cái ở đây không biết nó để tiền hay gì mà vào cái kiến dày dữ hả? Kiến dày lắm, một in đó, dày nha. In. Cái độ dày của nó ghê chưa? Vô đây đâu có à, thấy không các bạn, hai lóng tay á, chắc tiền trong đây nó nhiều lắm à. Đó phải giao tiền qua đây nè, thấy không, thấy cửa không? Cái kiến kìa, cái nó bỏ tiền qua đây cái mình lấy mình hốt mình đem về thôi hả? Đó nó bỏ tiền vô cái hộp nè, mình gom vô cái bao. Ngày hôm qua thì có Wisconsin trúng 1 triệu ha, một người trúng các bạn 5 con số. Hy vọng lần này mình hốt rồi, lần sau mình thứ tư này mình hốt cái nữa là ấm luôn, thấy không? Đâu vội nó in ra kìa, in tiền hả? Cũng hên mình vô sớm, chút nữa 10 thằng nó vô đứng đợi thấy bà luôn. 60 mấy thằng rồi. Chưa có nào giờ dây thun có sợ. Rồi nó copy, nó in gì lum la. Nó còn giữ cái bằng lái của mình ha. Yeah, thank you. Đó, đưa nó bằng lái, đưa nó số an sinh xã hội. Rồi nó mới làm, nó mới đưa mình tiền các bạn. Thấy sướng không? Bà này còn cũng chẳng trúng số quá. Rồi nè. Okay, so that's it, right? You have to sign anything? All right, thank you very much. Yeah, bye bye. Rồi xong. Đem theo một thúng, một cái giỏ để đựng tiền mà nó không đưa. Nó gửi check về các bạn. Thôi, bây giờ mình trúng rồi, mình tới rồi.
đưa tờ giấy tờ xong rồi giờ mình đi ăn nhà hàng các bạn. Bạn mừng với trúng số mà. Thôi bây giờ mình về mình đi ăn ăn mừng đi ăn nhà hàng.